Sau đây là kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 11 tháng 4 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 00. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 669. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0206, 6114, 5822. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8682. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 60520, 43851, 79420, 44585, 84774, 75146, 43425. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 50400, 55097. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 85576. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 81313. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 553973. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 553973.